Dạ em xin mến chào cô chú anh chị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong video tiếp theo ngày hôm nay. Trước màn hình của cô chú anh chị bạn ngay vị trí này là ngã ba của con đường Lê Hồng Phong giao với con đường 3 tháng 10 các bạn, và đường Thống Nhất. Anh đứng bên đây là đường Thống Nhất rồi, và anh kia là thuộc đường 3 tháng 10 hướng đi lên Diên Khánh, lên quốc lộ. Ngay góc này là cái gọi là nút thắt giao thông các bạn, thường hay bị kẹt xe lắm. Và ngay chỗ này là con đường này gọi là con đường Phật Học. Bây giờ mời cô chú anh chị bạn rẽ qua con đường này nha. Còn đi trên con đường Phật Học này, cô chú anh chị bạn cũng thể đi lên khu vực của cái đồi Tài Thủy. Và trên đồi Tài Thủy thì có một ngôi tượng, một cái tượng Phật Kim Thân Phật Tổ, tượng Phật ngồi ở trên đồi Tài Thủy vậy, khu vực phía sau của chùa Long Sơn. Ở ngay vị trí này là rẽ bên tay phải này, quý vị sẽ đi lên cái đồi, lên đồi Tài Thủy, lên cái tượng Phật ở phía sau chùa Long Sơn. Con đường này gọi là con đường Phật Học. Đó, bây giờ bắt đầu lên trên đồi này. Dốc này nó cũng khá là cao thôi. Thay vì quý vị đi tham quan cái tượng Phật này là đi trên đi vào trong chùa Long Sơn rồi đi lên Phật thang rồi mới lên được trên cái tượng Phật. Còn đây là con đường đi tắt phía sau của con đường Phật Học để mà đi lên trên cái tượng Phật này, đồng thời đi lên trên con đường này quý vị cũng có thể đi lên khu vực của chùa Viên Thông. Ngày xưa ở trên cái đồi Tài Thủy này cũng có nhiều dân cư sinh sống vậy. Chỗ này là quý vị có thể đi để bên tay phải là đi vào chùa Viên Thông. Cái tượng Phật. Ở đây là cái tượng Kim Thân Phật Tổ ở phía trên đồi Tài Thủy của chùa Long Sơn. Thì ngôi chùa Long Sơn này một trong những ngôi chùa mà khách du lịch cũng khá là nhiều đến tham quan quý vị. Hiện nay khách Trung Quốc đã họ cũng đã trở lại rồi, cho nên là khu vực của chùa Long Sơn này chắc chắn sẽ rất là đông du khách. Bây giờ này em đi thì cũng vào buổi sáng sớm cho nên là cũng hình như là cũng vắng khách đấy. Ở phía dưới cái đài sen này là những vị họ thường đã tự thiêu quý vị. Và chính diện này đó là họ thường Thích Quảng Đức.
giờ này còn sớm cho nên là rồi, khách du lịch thì cũng chưa có tới tham quan nhiều. Dạ. Đứng ở trên này quý vị có thể nhìn thấy được khu vực của Phương Sơn. Đây có một cái cây bồ đề đấy mọi người. Kìa, có cái bảng kìa. Đó. Đi đi qua đây. Hướng đi vào chùa Viên Thông quý vị, cách 100m. Ở phía dưới đường Thống Nhất cũng có một, ở dưới phía đường Thống Nhất đi lên cũng có một con đường đi lên á, bậc thang á. Ở dưới đó thì mình phải gửi xe ở dưới, mình đi bộ bậc thang lên. Còn đây à, đường đây thì cũng được, đây thì mình đi xe máy lên được, còn kia phải đi bậc thang lên, đi bộ lên. Chắc được quá. Dựng đại đó đi, dựng đại kia khó cổ lại chắc không xa đâu. Đây chắc đường đây quá chứ đường nào. Đây chùa Viên Thông các bạn. Chùa nằm trên một cái đồi rất cao. Thì ngôi chùa này cũng có một cái con đường ở phía dưới này vậy đó. Đứng ở đây có thể nhìn thấy được bên kia của chùa. Bên kia là chùa Long Sơn nè. Đó. Bên kia nhìn thấy chùa Long Sơn, chùa Hải Đức. Đó. Đứng ngay chỗ này có thể nhìn thấy được ngay góc của con đường Lê Hồng Phong giao với con đường Thống Nhất và đường 3 tháng 10.
này trường My hả anh? Bây giờ chưa đi hả? Chưa, em vào dưới em nhìn lên thấy ủa có cái chùa nằm trên núi cao với ta đi đường nào. Nãy em nói là nếu mà mình gửi xe đâu với cái nhà dân đó thì mình đi bộ lên thì được. Chứ còn mình đi xe máy mình thì sao gửi xe ở đâu? Gửi phía dưới đây nè, gửi mái nhà ở dưới đó. Dưới nó có một cái nhà không? Gửi xe có. Rồi phải đi bậc thang dưới đó lên. Cái góc ngã ba nè không hả hả nhấn chuông cho cô ra cô mở cửa. Ồ vậy hả, vậy chùa này không có mở cửa mà sao ra cái đồi cao ghê ha. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phật lịch 2005-2017, chùa Viên Thông, Từ Bi và Trí Tuệ, chùa đóng cổng, chùa đóng cổng không có mở, chùa cũng nhỏ nhỏ nằm trong cái đồi rất là cao luôn rồi. Đứng đây có thể thấy được bên kia chùa Long Sơn này. Chùa Long Sơn mà nói vậy. Ở bên mé bên kia là cái khu đô thị Vincent Phước Hải. Phía dưới này là con đường, ngay góc này là con đường Lê Hồng Phong giao với con đường 3 tháng 10 và con đường Thống Nhất này. Ngay góc của đường tỉnh lộ 4 giao với đường Độc Lập ngày xưa này các bạn. Trước thời điểm đó nữa là đường Lữ Gia, ngay vị trí này là cái đường ray xe lửa nữa. Chùa nằm trên đồi, đứng ở đây là nhìn thấy hết còn cảnh thành phố luôn quý vị. Đó. Hướng về trung tâm của thành phố nè. Hướng này hướng biển nè. Ngay góc này là con đường Thái Nguyên. Đại lộ Gia Long ngày xưa. Còn góc bên này là chùa Long Sơn quý vị. Đứng ở vị trí này quý vị có thể thấy được khu vực của chùa Long Sơn, chùa Hải Đức và thấy được phía dưới con đường Lê Hồng Phong, con đường 30. Hình như đi bộ thì sẽ đi lên cái dốc này các bạn. Gửi xe phía dưới đó đi bộ từ dưới đường 23 tháng 10 đường Thống Nhất đi lên. Gửi xe đi bộ lên đây. Cái dốc cũng cao. Còn nếu như đi xe máy thì đi quần qua mé bên chùa Long Sơn. Chùa này cũng nhỏ nhỏ thôi, ai muốn lên thăm thì phải gọi điện trước. Rồi cô mới mở cửa.
anh đi chung với cô nãy đâu mà. Đi chung chỉ đi thôi, chỉ biết đường thôi. Xe này xe của chị á. Đây đúng không? Đúng rồi. Dắt vô trong luôn. Một bên cạnh đây là một cái chùa gì nữa vậy anh? Chùa đó, chùa chùa khác nữa hả? Dạ. Sư cô à? À. Dạ. Thôi anh vô em đóng cửa em không có vô. À, dạ. Đây là một cái đồi gọi là đồi Trại Thủy. Kia cũng là cái tượng Phật A Di Đà nằm trên đồi Trại Thủy. Chỗ này là một cái cua xuống cái góc cũng khá là cao rồi. Đồi Trại Thủy này ngày xưa là cái nơi mà rồi Tây Sơn Nguyễn Huệ đánh với Nguyễn Ánh ấy. Thì cái đồi Trại Thủy này là cũng là một trong những cái căn cứ quân sự của tướng Trần Quang Diệu của thuộc quân Tây Sơn đóng ở đây để mà đánh với quân Nguyễn Ánh. Rồi, xuống tới đây là hết cái dốc rồi. Xuống đây là con đường Phật học này. Giờ rẽ bên tay phải này thì quý vị sẽ đi qua con đường Phật học. Xuống này là đi qua bên chùa Long Sơn.
đang có du khách họ đang đi tham quan bên chùa Long Sơn nữa mình. Mà hồi nãy em lên thì chưa thấy khách lên trên đồn. Trong chùa này thì cũng có cái quán cơm thiền Việt. Ra khỏi cổng chùa này, đoạn này là đường 3 tháng 10. Trời có vẻ nắng lên một xíu rồi, nắng nhẹ nhẹ. Gần bên cạnh chùa Long Sơn này cũng có một ngôi chùa nữa là chùa Hải Đức này. Ngay vị trí này ngã ba của con đường Hải Đức với con đường 3 tháng 10 này. Quý vị rẽ bên tay phải ngay đoạn này là đi vào bên chùa Hải Đức. Hình quý vị là con đường Thủy Xưởng, con đường Thủy Xưởng giao với con đường Hoàng Thuôn. Ngay góc này là siêu thị Lotte Mart của Nha Trang. Lúc trước ngay vị trí của siêu thị Lotte Mart này nữa là cái bến xe phía Nam cũ vậy. Bây giờ bến xe phía Nam mới của Nha Trang được dời lên km số 6 đường 3 tháng 10 thuộc địa phận của xã Mỹ Trung.